2 3 Hai đứa nín đi, hai đứa nín đi. Nè, có hang gà ra làm nè. Hai đứa yếu nghề. Làm con gà là phải vậy. Nè, 1 2 3 bạch 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 bạch. À à à. Ba nhịp thôi, ba nhịp. Cắt cổ ra. Đó thì cắt cổ ra. Ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Phải vỗ đánh đâu. Mà em lặn gà trống đây gà má. Ờ, thì ông cha là phải cho gà. Gà gà mới đẻ cục ta. Vậy cục ta. À, ví dụ người ta đưa con rắn mô tả sao? Vậy là đúng là ra không anh? Không ra nơi cái đó con lãi. Con lãi. Còn con rắn là em phải làm gì? Cặp năm cặp nia liền. Ờ, rồi. Rồi. Em nói vậy em hô tên được. Nguyễn Trần Khánh Vân, Bình Hưng Hòa. Vậy thôi. Ừ. Không thấy em làm con khỉ con chó vậy đâu được rồi, để em hôm nay em sẽ làm xé hình ảnh đẹp em ơi, em chơi game show mà. Anh em đang chùi mà anh chứ anh thấy một cái là ok liền, đang chùi kiến cái vực tao, đang chùi kiến tao, đang chuẩn bị lại đây đây. Gọi đầu đi, gọi đầu, gọi đầu đi. Vậy đâu cái đó nhẹ, cái đó nhẹ nhẹ. Giặt đồ. Giặt đồ thì giặt đồ đúng không anh? Em không làm không có sâu sắc đâu. Đúng rồi, rồi nè, có giặt đồ nè. Đó, nè, có lộn. Nhẹ thôi. Phát hiện tờ tiền. Đó. 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 Theo lịch trình lẽ ra chúng ta sẽ lên đây vào buổi chiều hoàng hôn, tuy nhiên vì cái thời tiết cho nên là chúng ta đã muộn một tí. Trời ơi. Nhưng mặc dù như vậy nhưng hành trình của chúng ta là hành trình vượt qua mọi giới hạn, cho nên chúng tôi quyết định vẫn đi đến Bầu Trắng bởi vì đây là điểm không thể bỏ qua. Wow, yeah. Đẹp quá. Cảnh đẹp quá. Và có lẽ chúng ta là cái đoàn đầu tiên quay trên Bầu Trắng vào cái giờ gần 7 giờ đêm như thế này. Tôi cần các bạn chia sẻ cảm xúc của các bạn lúc này. Chứ không có đoàn nào bào, đoàn chị Thắm hết trơn. Đoàn ta tới giờ 5 giờ chiều lắm mày ơi. Ờ, không như cơm mẹ ngồi xuống ăn. Đúng. Ghê thiệt. Hồi nãy Nguyễn Huy nói tôi là hả anh Giang ơi hỏi gì? Nếu mình là cái sa mạc mà một cái đồi cát toàn là cát, những ngày xung quanh toàn là cát thì chắc mình cũng ớn nữa không? Chỉ có chết thôi. À. Nhưng mà hôm nay em có anh em của em. Ừ, ai vậy? Nguyễn Bùa Đà anh em hai ngày một đêm, dễ gì mà dễ gì mà có cơ hội mà chúng ta tập trung ở đây buổi tối mà trên đồi cát như thế này. Đúng rồi. Đúng rồi. Lần đầu tiên mà em trải nghiệm cái mình cát không? Đó, thì em thấy mấy anh tài xế ở đây là thật sự là rất là giống mấy anh báo thủ quê em. Mấy anh chạy mấy anh èo qua đây èo qua kia, thì khi mà em tới đây thì cát văng đầy mặt cũng như đầy mồm. Rồi hồi nãy xe của em đi sau xe Khánh Dân, Khánh Dân kêu anh ơi nẹt đi nẹt đi, em ghét cái thằng ở đằng sau lắm. Trời ơi, hỏi em cát không, mấy anh nẹt dễ sợ rồi, mấy anh lạng lách đánh võng quá, ôi em thật sợ. Nhưng mà công nhận thấy giờ này thấy không phong cảnh đẹp quá ha, hữu tình ghê. Không mà công nhận nha, mình mặc dù đến trễ nhưng mà cái tâm lý của mình vẫn háo hức ha. Đúng rồi, hết nha. Ngủ đây luôn, ngủ đây luôn, ngủ đây luôn. Hạng rồi. Đời người chúng ta cũng phải có một lần lên đồi xuống núi như thế này. Dễ gì mà chúng ta được đi như thế này. Đúng. Rồi với hai bạn khách mời dễ thương như thế này. Wow. Quá tuyệt vời. Dễ gì mà còn có chương trình khác có được. Chỉ có trong chương trình 2 ngày 1 đêm. Dù là ngày mưa hay dù ngày nắng rồi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Thời gian gần đây thì ngoài khu vực Mũi Né ra thì cái khu vực mà La Ri, Cây Gà cũng là một cái điểm mà có tiềm năng du lịch rất lớn. Với cái tốc độ phát triển cao và nhiều cái khu nghỉ dưỡng nó có cái phong cách mộc mạc hơn. Và chúng ta đang đứng ở một trong những nơi như thế, đó là Kiji Beach Resort. Wow, đẹp quá đã.
Rồi nói về cái việc mà vượt qua giới hạn ha, thì chúng ta có hai loại giới hạn thường gặp đúng không ạ? Dạ. Là giới hạn vô hình và giới hạn hữu hình. Hôm nay các bạn sẽ chơi cái trò chơi nó có một cái sự giới hạn hữu hình rất là rõ ràng, tức là các bạn thấy được. Rồi xin mời nhìn ra đằng sau. Wow. Thấy được. Ê, cái này chú hỗ trợ quá Lâm. Trời ơi, mấy cái con gì con bỏ con chó gì đúng không? Đập con dúi. Đập con dúi. Đập con dúi hả? Dúi vàng. Dúi vàng. Dúi ơi. Mời anh vàng con chơi trước. Tụi dúi vàng. Là trời đầu vậy đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa anh có đi siêu thị đập chục chuỗi không? Trời đó coi. Đó là cái giới hạn hữu hình ha. Và các bạn phải vượt qua thêm một cái giới hạn vô hình nữa. Chương trình chuẩn bị 10 từ khóa. Mỗi đội sẽ cử một thành viên thể hiện từ khóa đó sau màn bóng. Ba thành viên còn lại sẽ nằm trong hộp và tìm cách ngoi lên để xem và đoán từ khóa ấy. Đội đối thủ ở ngoài có quyền cản phá bằng búa hơi. Rồi. Mỗi đội có thời gian 10 phút để thực hiện thử thách. Đội nào đoán được nhiều từ khóa hơn là chiến thắng. Đặc biệt, nếu hai đội đoán đúng hết 20 từ khóa trong thời gian quy định, rồi, thì sẽ mang về 2 điểm vào quỹ điểm chung. Trường hợp cả hai đội cùng trả lời đúng hết 10 từ khóa trước thời gian quy định, thì đội nào hoàn thành nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Rồi bây giờ là đội nào sẽ chơi trước ạ? Đội xanh đi. Đội xanh chơi trước ạ? Đội xanh đi, đội xanh. Bắt gì đội tụi chơi trước? Giờ mình chơi đây, nhanh nha. Hồi nãy trò chơi kia mấy người chơi thua, giờ chơi trước đi. Đúng không? Bây giờ là tớ kê gà rồi thì mình ở o. Đứa nào o dài hơn thắng. Ai bước hai, hai gà mái ra đi. Trong đầu là mình phải thắng. Phải thắng, phải thắng chứ. Phải thắng, phải thắng chứ. Tên em. 1 2 3 Hai đứa nín đi, hai đứa nín đi. Nè, coi hang gà ra làm nè. Hai đứa yếu nghề. Làm con gà là phải vậy. Nè, 1, 2, 3 Bạch, 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 bạch. Ờ, 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 ờ. Ba nhịp thôi, ba nhịp. Cắt cổ ra, đó, đi cắt cổ ra. Ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Phải dụ, chơi lớn đâu. Lên. Mà em là gà trống của đây gà mắt. Ờ, thì ốc ra là phải coi gà. Gà gà mới đẻ cục ta. Vậy cục ta chứ. Ta chứ. Cục ta. Cục ta. Ờ. Dỗ nó đâu. Cố lên, đừng có hơi ra nhiều. Nấu 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 nồi nước, nấu nồi nước liền. Nấu nồi nước, nấu nồi nước, chụm 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 cố lên. Ổn nước rồi. Hai. Cái này chơi trước sau thôi bà mình chưa thua. Chưa thua bà. Mình chơi trước sau thôi bà. Nhưng mà trụng cái xôi đi. Ví dụ ha, ví dụ người ta đưa con rắn mô tả sao? Vậy là đúng là ra không anh? Không ra nơi cái ra con lãi. Con lãi. Còn con rắn là em phải làm gì? Cặp nông cặp nia liền. Rồi. Em đã dạy em hô tên rồi. Nguyễn Trần Khánh Vân, Bình Hưng Hòa. Vậy thôi. Không thấy em làm con khỉ con chó vậy đâu này nọ. Rồi để em, hôm nay em sẽ làm. Xé hình ảnh đẹp cho em chơi game show mà. Rồi vậy em sẽ xé không? Em sẽ làm. Rồi tụi tôi chơi vô. Chúng tôi khu biệt thêm về cái đề để các bạn có thể dễ đoán nha. 10 cái từ khóa của chúng ta sẽ là những hành động, cử chỉ, thói quen hàng ngày của chúng ta. Và nó có thể là từ 2 đến 4 từ. Đạp xe đạp 3 từ. Đó kiểu vậy đó. Đạp xe đạp thì dễ mà. Thể dụng cho hơi xịn. Ừ. Phải ngồi đúng không? Rồi bây giờ em diễn coi con cá chùi kiến. Không, cái này em thấy anh đúng hơn. Anh kêu anh vô anh thử cái đó đi. Đó là nào? Con cá chùi kiến. Anh em đang chùi mà anh Giang. Anh thấy một cái là ok liền. Đang chùi kiến cái giật tao đang chùi kiến. Tao đang chuẩn bị lên. Đây, đây. Gọi đầu đi, gọi đầu đi. Cái đầu rồi. Cái đó nhẹ, cái đó nhẹ. Giặt đồ. Giặt đồ thì giặt đồ đúng không anh? Em không làm không có sâu sắc không? Đúng rồi, nè, có dạy không nè. Đó, nè, có lộn. Nhẹ thôi. Phát hiện tờ tiền. Đó, hay giờ hay quá à, bởi anh lại đội mà. Đúng rồi.
Mời đội xương rồng nở hoa các bạn chuẩn bị vào hộp. Rồi hai đội sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Và thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ngã. Nhảy Trời ơi, có tầng nào bị xe đụng mà hằng ngày vậy? Tiếp rồi. Không thấy. Ngủ. Ủa tự nhiên bà đi ngủ vậy? Không phải anh ơi. Không được thì xuống đi. Đứng chi vậy? Đánh gì ghê vậy? Trời ơi, ta đánh ghen mà. Ta đánh ghen. Đánh ghen trong xóm nè. Vâng ơi, làm liên tục đi em ơi. Diễn lẹ đi em ơi. Nhìn nha, nhanh lắm. Bà nội cũng dám lên, đi nhìn cái gì. Tét nách. Làm đi trời ơi. Xỉu. Ngất xỉu. Đúng. À, say tiêu kìa. Cái gì vậy? Đông. À, múa chài. Không phải. Hai từ. Đông. Cái gì vậy? Đích ơi. Vâng, làm không có rõ hả? Say tiêu. Trẻ củi. Đánh đàn. Em đâu rồi? Em ơi. Đất ơi. Bị gãy tay. Hai từ anh ơi, gần đúng rồi. Hoạt động hàng ngày gì mà bị gãy tay? À biết rồi. Gãy đàn. Đúng rồi. Gãy cái gì? Trên. Đánh tay trăng điểm. Đúng rồi. Ai. Tắm rửa. Trời ơi. Kỳ cọ. Không, hồi nãy nói đi tắm là đúng rồi, tính đúng rồi. Ờ, đi tắm. Tắm. Hai rửa. Đi tắm. Gọi đâu? Không phải. Cái gì bứt rửa tay? Bốn chữ. À, biết rồi. À, gãy đầu bứt tay. Sai cái chữ đầu tiên. Gọi đầu dưỡng sinh. Gãy đầu bứt tay gì đó, gì đầu tay đó. Giờ đầu bứt tay. Vò đầu bứt tay đúng. Lâm ơi. Gọi tiếp đi, kệ người ta. Anh nha, cái này nha. Vẽ chân. Đúng rồi. Vẽ chân. Trời ơi, dừng không được. Lâm dừng không được. Trời ơi, dừng lại đi mà. Tôi nè. Em hỏi đâu tôi ở đó. Tập thể dục. Vươn vai. Giãn cơ, căng cơ. Thể dục buổi sáng. Trời ơi. Anh bắt hình tết xương rồi. Sọc ngang, sọc dọc. Uống dẻo. Đúng rồi. Trời ơi, hay vậy. Hết rồi. Dừng lại. Còn một từ. Anh Giang, hai chữ nha. Nhìn nha, rất là rõ nét rồi nha. Uống thuốc. Vui trò chơi. Hai chữ thôi ạ. Ăn uống. Đúng rồi. Hay quá, chúc mừng. Yeah. Đúng rồi. Anh ơi.
hồi nãy cái uống dẻo em không biết làm cái gì hết. Uống dẻo như vậy nè. À, em nãy cũng làm nhưng mà không hiểu. Quan trọng là lúc em làm là người ta bị quýnh chạy xuống. Bao giờ quá được rồi. Hay quá. Hay rồi, hay rồi. Hay quá. Như vậy là đội Xương Rồng Nở Hoa các bạn đã đoán được 10 từ khóa. Wow. Trong thời gian tổng cộng là 7 phút 36 giây 03. Trời ơi, bên kia 7 phút 37 giây là thua mình rồi. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi mà họ có thể đoán được thì tôi quýnh cho tát lỗ mũi. Đúng rồi, máu máu phải mà đổi bằng máu. Đúng. Cho mượn cái búa đi. Ê, chú làm gì vậy? Lấy cây thì quánh. Thôi để anh tả cho. Anh nhót vậy? Anh nhót vậy? Anh tả cho, không nhót nhưng mà... Nãy giờ anh là người đánh mạnh mẽ nhất á. Anh phải nên chịu vô chịu trọng với anh Lâm á. Thôi, thôi đừng tranh giành nhau nữa, để tôi tả. Ủa, sao anh quên đi tả rồi kìa? Đừng có tranh giành nhau nữa mà, tôi hy sinh cho. Không được, cho bé Dân em ơi. Để mới chịu trả nghiệp. Trả nghiệp. Ok, em tập trước. Nhỏ này nãy quýnh nhiều nè. Đâu em bây giờ lên diễn tả rồi. Anh tập trước. Quýnh cái lấy hơn. Lỗi chớ nha anh em. Kiểm tra. Đạp xe đạp. Để đứng ngang nè, đạp. Đạp phải được không? Không, không thì diễn từng từ. Đúng chạy không? Nước rút. Ừ, chạy nước rút. Từng từ cũng hay mà. Ờ, ok. Thằng chơi đi. Chơi đi. Cỡ nào mình cũng thắng, yên tâm. Tôi mà không làm cho cái quy đổi máu tôi không còn là Trường Giang nữa. Đúng. Trời ơi, ghê quá, giáp lực tâm lý vậy. Em mà không đánh anh Kiều Minh Tuấn lưng hồi chuyển kiếp là không phải là em. Ngô Kiến Huy nữa. Thời đội nắng gió đá các bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Thời gian 10 phút dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên, lên nào. Lên đây. Nào. Mẹ em ơi. Lên. Ủa, lên đây chưa? Diễn tả chưa? Hey. À. 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 Làm đi. Trời ơi, đau như vậy hả? Hát, ca hát, ca hát. Diễn đi, ca hát, ca đâu kì. Ca đâu kì, ca đâu kì. Tiếp rồi, tiếp tiếp. À, rồi đây, 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 anh ơi. Đi, à, đi, đi xe đạp, ổ lộn, à, chạy, chạy xe máy. Chạy xe máy. Đi xe máy. Đi xe máy. Hai chữ thôi. Đi xe, đi xe. Lái xe, lái xe. Đổi từ đi, từ đồng nghĩa. Nè, vô. Nè, vô. Thấy bằng lại. Chạy xe, chạy xe, chạy xe, chạy xe, chạy xe, giữ vậy, giữ vậy anh Giang, giữ vậy, cái gì, rồi ra, rồi ra, rồi ra, Dương đang nở, ẩu chạy ẩu ấy, lái xe, biết ga, biết ga, lái xe, biết ga, đừng có chậu che, nhẹ nhàng mình người lớn chủ thành thôi mấy anh ơi, dạo phố, dạo. Dạo. Đi dạo, đi dạo, đi dạo. Thôi bỏ qua. Rồi à, đây, 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 vô, vô. Vô đâu, vô. Ai da, ủa gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ai da. Anh đi xuống chưa, anh đi xuống, anh đi có lì. Anh đi xuống. Vậy? Đứng, đi xuống. Ai da, cấp luôn, cấp luôn, cấp luôn. Nhảy lên cha, nhảy lên cha, nhảy lên cha, nhảy lên cha. Khiêu vũ, khiêu vũ. Khiêu vũ, khiêu vũ. Đúng rồi, đúng rồi, qua. Trời ơi. Tôi sao tôi không được nói vậy trời? Ây da! Ở công viên, ây da! À, trời ơi! Em hết rồi, em hết nhiệm kỳ! Cái gì vậy? Ây da, trời ơi! Trời vậy? Trời ơi! Mấy anh ơi, tập trung, tập trung! Tập thể dục, tập thể dục! Đúng rồi, qua! Đi đâu vậy? Anh đi đâu? Đi ra vô đi! Vô ổ, vô ổ! Trời ơi! Trời ơi, địch trên, địch dưới! Đoán đi, đoán đi. Em định xúc miệng, xúc miệng, uống nước chấm ruột. Xúc miệng, đánh răng, khò miệng, xúc Listerine. Diễn đi. Anh đi xuống chơi quay. Uống thuốc, tôi cần uống thuốc. Cần uống thuốc, cần uống thuốc, viêm não rồi. Uống nước, uống nước. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 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 tiếp tục, tiếp tục. Ây da, sợ quá. Đoán đi anh ơi, mấy anh ơi. May đồ, theo đồ. Sợ may vá, may vá. Sợ liền. Đúng rồi, qua, tiếp tục, tiếp tục. Ê, mình mệt hết, bị quánh đó nha.
chạy bộ, chạy bộ, chạy bộ. Ai giải tỏa là hai tôi. Chạy bộ chính xác. Mấy anh ơi, nhìn em, nhìn em. Đuổi nhìn đâu? Nhìn em. Cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Đi người mẫu, đi người mẫu, đi cắt luôn, đi người mẫu. Rồi đúng quá. À đây 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 đây. Cái gì? Cái gì? Ủa? Make up quá chàng. Nhìn em đi, nhìn em đoán đi, cố gắng chịu đau đi. Trang điểm. Không không. Make up. Soi gương. Đúng rồi, quá. Anh xuống cho Tuấn. Rồi rồi, anh ơi, lại nha. Đây, đơn giản bình thường. Đừng nghĩ nhiều. Đi xe. Trời ơi. Lạng lách. Lái xe. Đánh dạo. Lái xe. Nghĩ nhẹ nhàng thôi. Đây. Nhìn đây. Chạy xe. Đúng rồi, quá. Nè, cuối cùng nè. Anh nè. Giết bạn, học bài. Ngồi hả? Đúng rồi, hay quá anh Kiều ơi. Đội nắng gió đá, các bạn thấy phần mô tả của đồng đội mình như thế nào? Dẻo. Đồng đội của tôi dở nha, tôi là đội kia mà tôi khẳng định là dở nha. Tự nhiên là chạy xe vậy, ai biết. Đồng có nhiều nào. Để tôi nghe. Ủa? Đúng rồi. Không, cái đó là lượng rồi, con để vậy thôi mà mọi người. Con phải chạy nè, là đó được một chữ chạy. Thì cái này chắc chắn là cái lái xe thì chạy xe. Ủa? Anh Tuấn.